Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dozin. Các bạn thân mến, What the Peeper Saw hay Night High Chai là một bộ phim kinh dị năm 1972 được sản xuất giữa Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý và Tây Đức do Kelley và Andrea Bianchi đạo diễn. Nội dung của bộ phim kể về Marcus, một thiếu niên ngỗ ngợp, có mẹ vừa qua đời, để lại cho người cha giàu có Paul chăm sóc cậu. Anh ta có hứng thú tình dục với mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp Elise của mình. Nhưng Elise nhận thấy hành vi bất thường của anh ta và bị sốc trước những phát hiện điều tra của mình. Cô nghi ngờ rằng Marcus có thể đã sát hại mẹ ruột của mình, người đã chết một cách bí ẩn trong một tai nạn trong bồn tắm. Điều này khiến cô bắt đầu trở nên lo lắng và sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Marcus. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Mark Lester, Britt Ekland, Hardy Krüger, Lilli Palmer và Conchita Montes. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu với cảnh một phụ nữ trẻ đẹp đang tự soi mình trước gương, nhưng sau vài giây cô ấy gặp một tai nạn và chết chìm trong bồn tắm. Cô ấy là vợ của nhà văn giàu có Paul. Sau cái chết của vợ, Paul mua một biệt thự ở Tây Ban Nha để cố gắng bắt đầu cuộc sống mới với cậu con trai Marcus đang theo học tại một trường tư thục ở nước Anh. Vài năm sau, Paul kết hôn với Elise quyến rũ và trẻ hơn nhiều tuổi, người vừa chuyển đến biệt thự trong khi Paul đang đi công tác ở Pháp. Được nghỉ học sớm, Marcus cũng đến thăm và Paul mong muốn người vợ mới của anh và con riêng của anh ấy nhanh chóng trở thành bạn của nhau và họ sẽ là một gia đình hạnh phúc. Điều mà Elise phải đối mặt là một cậu bé 12 tuổi cô độc nhưng lanh lợi, người theo dõi cô và có hứng thú tình dục với cô. Marcus đối phó với Elise bằng một loạt những lời nói dối, bao gồm cả lý do thực sự khiến anh ta sớm bị đuổi về nhà từ trường học. Elise bay đến Anh để tìm hiểu sự việc và cô đã hoàn toàn bị sốc sau khi phát hiện ra một lá thư bị rách với những bức vẽ dâm ô từ hiệu trưởng của Marcus, người đề cập đến tất cả những điều thối nát mà đứa trẻ thông minh đã làm để bị đuổi học với việc tra tấn và giết chết một con mèo. Elise cảnh báo Paul về hành vi nghịch ngợm thái quá của con trai mình, nhưng anh ấy khá phủ nhận và cho rằng cô ấy bị rối loạn thần kinh, ngay cả khi một lỗ nhìn trộm được phát hiện trên tấm ván sàn gác mái ngay phía trên phòng ngủ của họ. Điều này đã tạo nên sự căng thẳng cho cặp đôi mới cưới, khi Elise nghi ngờ rằng chính Marcus đã sát hại mẹ ruột của anh ta. Lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của Marcus, Elise thường xuyên gặp ác mộng và trở nên hoang tưởng. Cô phải nhớ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần Vion để tìm ra câu trả lời. Khi mọi nỗ lực để khiến Marcus nói ra sự thật thất bại, Elise bị cuốn vào một trò chơi mèo vờn chuột nhuốm màu tình dục với Marcus. Đỉnh điểm của câu chuyện là Elise chấp nhận theo yêu cầu khỏa thân trước mặt của Marcus để đổi lại sự thú nhận của anh ta, nhưng thất bại. Một bộ phim như thế này sẽ không bao giờ có thể được thực hiện trong thời đại ngày nay. Có một số chủ đề rất cấm kỵ trong bộ phim này, chủ yếu liên quan đến cậu bé Marcus và mẹ kế Elise của cậu. Bí ẩn chính trong bộ phim là liệu Marcus có thực sự giết mẹ ruột của mình hay không, hay chỉ là chứng loạn thần kinh và hoang tưởng của Elise về đứa con riêng của chồng mình. Bộ phim mang tính chất kinh dị tâm lý thuần túy hơn là một bộ phim kinh dị thực thụ. Trên thực tế, không có cảnh bạo lực hay khỏa thân, nó không đẫm máu và không có chút đe dọa thị giác nào, nhưng lại gợi lên những ý tưởng rất rùng rợn. Một cảnh đặc biệt cho thấy Marcus nhìn chằm chằm vào hồ bơi khi một người phụ nữ đã chết đang nổi lên, nhưng thực sự đó chỉ là một quả bóng bay lơ lửng. Điều này đã tiết lộ những suy nghĩ rất độc ác của Marcus. Đứa trẻ này rõ ràng có một vấn đề rất lớn. Mặc dù được sự hỗ trợ từ dàn diễn viên chất lượng, nhưng với cốt truyện nhếch nhác, bộ phim đã bị đánh giá khá thấp. Mặc dù vậy, nó hoàn toàn không phải là một bộ phim tồi nhờ những màn trình diễn tuyệt vời của các diễn viên. Đầu tiên, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người là Mark Lester, người đã gây ấn tượng với khán giả trong vai chính dễ thương của vở nhạc kịch Oliver. Tuy nhiên trong What the Peeper Saw, anh ấy đóng vai Marcus, một đứa trẻ tà ác với khuynh hướng giết người. Các hành động của Marcus mặc dù không quá bạo lực nhưng lại gây căng thẳng thần kinh và thường dẫn đến một số cảnh gây tranh cãi với nhân vật người mẹ mới của anh ta. Britt Ekland tuyệt đẹp thủ vai người mẹ kế Elise, người có phản ứng khá khó hiểu khi bị đứa con trai riêng mơn trớn từ đằng sau khi cô đang nghe điện thoại. Cô ấy không hoàn toàn phản ứng theo cách mà hầu hết mọi người thường làm,
Thay vào đó, chỉ nhìn anh ta bằng một cái nhìn héo hon trước khi rời khỏi phòng. Và cuối cùng là Hadi Kuzer, trong vai người cha tốt bụng nhưng không biết gì về cậu bé. Mặc dù bộ phim được các nhà phê bình đánh giá khá thấp, nhưng với tôi, bộ phim được quay tốt và diễn xuất rất xuất sắc. Đây chắc chắn là một bộ phim thú vị. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.